À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc quý ơi an gì nào phần bởi à, vì thấy ngày chủ nhật cộng tu à, cũng rất là đặc biệt à, đây cũng là à, đạo tràng à, có một không hai vị xuất hiện ở thế gian <laughs> này ngồi ở đâu khắp nơi nơi nhúm 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 lại thành một cái đạo tràng kinh không chung rất ý nghĩa và mỗi gia đình đủ duyên giống như trở thành một ngôi chùa nhỏ người ta tập trung về niệm phật ví dụ như nhóm cô phương tập trung về nhóm thiện nguyện rồi tập trung về rồi ví dụ như nhóm diệu tịnh rồi diệu minh đồ cô chuyển đồ nhiều đòn nó tóm tắt là rất nhiều rồi từng gia đình từng gia đình đồ này kia rồi quảng tâm đồ này nọ rồi rất là đông nhiều nhóm tập trung lại tự nhiên tại cái gia đình mình nó trở thành một cái nhân viên giống như là những người ngồi đó niệm phật và những người đó tương lai giảng sanh về cực lạc trong đời này giải sanh cực lạc làm phật đó. cái duyên đó nhiều đời nhiều kiếp sau này cái mảnh đất cái nơi nhà mình nơi đó là là mảnh đất thù thắng tại vì sao vì có những người niệm phật ngồi đó tu tập và họ được giải sanh về thế giới cực lạc nên từ nơi đó mà những đức nghĩ rằng những cái đạo tràng nhúm 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 này và gia đình mà tu tập này về sau nữa là những đời kiếp nữa là những cái nơi này chắc mọc lên ngôi chùa hoặc là đạo tràng niệm phật tịnh độ không nói biết tại vì cái duyên nó đáng gì vậy nên là cái gia đình mà có người ta lợ mà người ta niệm phật là đặc biệt cái lắm nó thiệt thì biết rằng có những ngôi chùa xây lên rất là to lớn nhưng mà không có cái pháp tu niệm phật này ở trong đó đâu và nó rất là vắng vẻ vì à, còn nhà mình không có lớn nhưng mà nó có được cái số lượng mấy chục người người ta tu ở trong đó hoặc là quý vị mỗi ngày tu ở trong đó bước vào nhà là đi chỗ nào cũng thấy cô vật hiểu không đơn giản quý vị à? à Đây là một đại nhân viên Thù Thắng Ví dụ như có có những gia đình như đức thấy mà chín chị em gái mà toàn là niệm phật không là không đơn giản nó đâu mà nó gặp duyên lạ kỳ như vậy rồi tới cái đời kế tiếp là đời thứ hai thứ ba rồi lại biết niệm phật cái nhân viên này mối nhân viên này đặc biệt là phải duy trì nó. tiền bạc vật chất gia đình giàu sang phú quý nó, nó như hoa nở dội tàn như vậy thật sự mà nói lắm nó như hoa nở dội tàn chỉ có công đức niệm phật cái tu hành cầu giải thoát này nó mới là chân thật này nó mới thật sự chân thật đây đi đi đến cái cái việc giải thoát khổ đau còn cái việc bởi vì thấy tiền bạc giàu sang nhà cao cửa rộng. Thật sự mà nói nó qua rất là mau luôn á. Rất là mau. Có những người nhà người ta rất giàu luôn á. Nhưng mà tới tuổi già nằm hiu hắt, quý vị nhớ hồi hồi cấp trước những cái kể câu chuyện mà cái bà cụ mà gia đình có mấy đứa con mà con đứa nào cũng có học thức, có học vị. Gia đình rất là giàu. Rồi bắt đầu mấy đứa con Đứa nào cũng có nhà riêng ở Riêng bà cụ ở nhà có mình Nhà rất là lớn Thì mỗi tuần Hoặc cách tuần gì thì, thì mấy đứa con đến thăm bà cụ Thì có lần Mấy anh em chị em rủ nhau đi du lịch Đi đâu hơn tuần mới về Thì về qua thăm mẹ Thì gõ cửa hoài Không có thấy Mở cửa Thì tung cửa vào thấy bà chết cũng cỡ 5-7 ngày sinh thúi thấy không thì thấy nên á, lúc mình á, đương thờ hay lúc mình có điều kiện hay lúc mình đã ngồi chung gì nhưng mà đến lúc cặn tử nghiệp là chỉ cá nhân mình nên lúc còn sống mình cộng lực mình tu nhớ nghe nhưng khi cặn tử nghiệp mình phải có cái khả năng tự lực mình để niệm phật mà muốn được như vậy là mình thì phải quân tập quân tập thí dụ như mà mình vào cái room này mình tu mình cũng để ý thí dụ hồi nãy có mấy cái hình ảnh nhóm câu chuyển đâu đó mà điện thoại đi yếu yếu là nó bị xúc văng ra khỏi vị trí liền với vẫn chơi đâu yếu là bị văng liền Nó bị nó chuyện vỡ hả à, tự nhiên là như đang tu tu thấy ủa sao tự nhiên đang lại tự nhiên đứng im gu chút tự nhiên xô hai hai cái hình văn ở ngoài liền tự nhiên luôn <laughs> nói mình nói cho bụng nó ghê ha bởi vì <laughs> niệm phật nào yếu yếu cũng thất bại chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu nghe quý vị bởi vì cái người niệm phật mà tính nguyện mà yếu yếu là vì nhìn người đó thì biết liền à Ồ à, quý vị mà tính nguyện mà mạnh đó nghe con người mà thật sự mà gầy dựng tính nguyện cực kỳ mạnh đó nghe quý vị cái tâm vì nó mạnh dữ lắm thì hình như là trong cuộc đời này vì không còn sợ biết sợ gì nữa chứ Tại vì mình nghĩ có cái mạng thôi sợ gì giờ Còn có cái mạng này thôi Nên từ nơi đó mà cái tính nguyện Cực kỳ mạnh là con người nó hiện Cái cái sắc diện nó cũng mạnh ừ. Sự quyết đó nó cũng mạnh Thì thấy cái môn lễ vật mình không Vì, vì, để ý khi mình Mình xá mình duỗi tay xuống Vì đi không Ví dụ như mình duỗi tay xuống Mình duỗi gì Chứ ai duỗi tay xuống mà duỗi gì Duỗi gì là nắm lại hiểu chưa Nó thí dụ mình duỗi xuống gì là mình buông ra Duỗi xuống là buông ra phải không Nó Ta nói xuôi tay nhắm mắt lúc mình chưa chết Mà mình đã là xuôi tay xuống rồi Là buông ra Mỗi ngày mình xá Phật Xá xuống gọi là mình tập buông xuống Đó không Nó nên khi mà mình mà mà lại xuống năm góc sát đất vậy thấy không? mình lại xuống mình ướp tay gì mình nắm lại nắm xong xè ra xè ra nắm lại buông ra thấy không ý đi, nó có nhiều người thì nó nói là ngửa tay đón phật còn mình nói xác thực nhất nè gọi là cầm được buông được trong cuộc đời này thấy không thấy không cầm được buông được buông được cầm được rồi buông được thấy chưa trong cuộc đời này cầm được buông được buông được cầm được, đó. cái gì đủ duyên thì cầm, không đủ duyên thì buông. Đó đến đủ duyên thì cầm, cầm cũng là gì chúng sanh mà buông cũng gì chúng sanh nhớ kỹ nghe, cầm cũng gì chúng sanh mà buông cũng gì chúng sanh. Đó. Còn khi xá xuống là buông ra, chứ không ai mà xá phật mà xá xuống mà cầm gì chứ, xá xuống gì không ai hết ai mà kỳ cục gì. Đó nên cái môn niệm phật này mà muốn tu cả đời mà tu an lạc đó là tính nguyện nó phải cực kỳ mạnh cái gầy dần tính nguyện này cái này rất quan trọng nè mà khi con người mà tính nguyện niệm phật mà mạnh rồi cái cái, cái cái, cái, cái tâm lực của vị nó theo đó mà mạnh tâm lực theo đó mà mạnh thật sự mà nói có những con người sống để cho nó qua thời gian họ sợ về cái cái bản thân mà họ không làm được cái gì trong cuộc đời quý vị nhớ hồi đó mà chúng ta tổ chức pháp hội không như nói rất nhiều lần nhớ không đánh nhanh rút gọn trong cuộc đời này là gì đó quý vị nó cái tâm quý vị có cái tâm gì vì vừa đánh xong trận này có trận khác cho đánh nữa rồi Thấy thấy chưa vì thấy hồi, hồi hồi đó mình trong chùa những cái bác hội mình cũng nói, nó thật sự có một không hai đó quý vị quanh quanh liệt liệt cái giỡn đâu bây giờ chúng ta tự nhiên bước ra bên ngoài bây giờ quý vị có cái đậu tràng không chung vì thấy không cái đậu tràng này cũng là hi hữu lạ đó quá đặc biệt luôn chứ không giỡn đâu ừ. Uhm cái giờ này thôi mà mà, mà mấy cái room mình cộng lại nha cái lượng người đông lắm không giảng đâu nó chừng tám chín trăm thành viên nhưng mà cái lượng người đông lắm tại vì quý vị thấy nhúm nhúm đông chưa cộng lên thử coi biết nhiều mà nói chưa đó nên từ nơi đó đây là cũng đã là một đạo tràng số 1 này chứ dẫn đâu quý vị đi tìm kiếm thì coi có đâu có nghĩa là không thấy đưa ra cái phương pháp mà quý vị áp dụng tu mà dễ được gì Thấy không nên đây là đạo tràng thù thắng Đạo tràng của thời đại Phát triển Cái đạo tràng này gọi là đạo tràng Đạo tràng tu được Làm ăn được làm Vui vẻ được Nhìn thấu được Buông xuống được Cái đạo tràng này là đạo tràng tự tại Đạo tràng hạnh phúc Đạo tràng gia đình Đạo tràng này tu rồi Lo gì gia đình được luôn Khỏi cần sách vỏ đi lang thang tùm lum nữa mà cái đậu vàng đặc biệt này cái đậu vàng này là không cần phải lo cái chuyện lợ rồi phải cúng giường nữa thì thấy đặc biệt chưa Vì thấy cái đậu vàng này kinh khủng như quý vị chưa từng thấy cái đậu vàng nào mà đi lợ tu tập xong là chủ nhà phải lo đồ ăn mình khỏi cần lo còn nếu tại nhà mình thì mình lo không cần phải bận tâm cái chuyện quý vị đến đó phải cúng giường gì hết và những đức hướng dẫn và tu chung với vị những đức hướng dẫn tu thôi quý vị cũng không cần phải cúng dường như đức luôn đúng là cái đạo vàng này chúng ta đều bình an đều tự tại quý vị còn trong cuộc đời thì mình thấy cái gì mà mình thấy nó là tốt thì mình làm được gì thiện thì mình làm với tất cả chùa chiền thì mình thấy nơi nào làm mà có lợi ích chúng sanh Đúng không nuôi người già lâu lâu mình ghé đến cúng gạo cúng mì hoặc là mình mua đồ ăn cho các cụ còn bây giờ tại nhà mình có đậu tràng tu rồi Những Đức nói thật sự quý vị Phật sắp xếp Từ đó giờ Những Đức suy nghĩ rất nhiều lần Cứ đặt tượng Phật suốt luôn Mà hồi đó anh em bên cạnh ông nói làm gì mà Thầy đặt tượng Phật suốt mà đặt chứ mà nhiều dữ đi Những Đức có một cái linh tính rằng là Sau này cái đạo tràng gia đình này nó mới tồn tại Những Đức nói hồi xưa nói hoài nhớ không Cái đạo tràng gia đình nó mới tồn tại còn cái nơi nào tập trung đông đúc thì nó có lúc này lúc kia. Thấy không? Nó bây giờ bao nhiêu bộ tượng Phật gỡ đi khắp nơi nơi. Nhờ cái duyên đó mà bây giờ nó hình thành đạo tràng gia đình. Nó cái đạo tràng này những đức nó bảo đảm với vị biết. Đất nước chúng ta cũng thích. Mà ông chồng bà vợ càng thích con cái càng thích là tại sao là tại quý vị không có đi nhiều lúc trước bị thấy những đức tổ chức cái bị đi suốt thấy chưa nó còn bây giờ tại nhà ở nhà nhiều nó bây giờ mà bây giờ mà mình lễ phật mà ông chồng ông thấy mình lễ phật ở nhà ông đi ra vô ông nhìn thấy tội nghiệp vì lễ một thời gian rồi ông là ông lễ chung này cho mà thấy nó mình lỡ mình nói này. ông ông tôi với ông vợ chồng vợ chồng thì cái gì cũng đồng hành ông thấy tôi lễ phật vậy mà làm như ông có động lòng chút nào vợ chồng lỡ lễ phật chung nhau với ông thì sao nghe không mình thỏa thẻ mình ngồi mình nói thỏa thẻ mình nói mình nói vu vơ thấy không được được thì thôi mình nói vu vơ vậy. có khi một ngày nào tự nhiên chạm tới trái tim của ông là sao tự nhiên ông vác cái áo chàng ra ông bận rồi ông lấy vật hiểu <laughs> không nó nên nó có khi mình ngồi bên cạnh người ta mình 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 nói chuyện vợ chồng mà nó thật sự cuộc đời nó rất vô thường cái khi bữa nay tôi lễ vật ông cũng là ông lễ chung dài lại cũng được thấy vợ chồng nó cũng đồng hành hay giờ ông thấy tôi cũng đâu đi đâu đó ở nhà khóc Tôi tu tập tôi niệm Phật lễ Phật đây Cũng là Cầu nguyện cho cái gia đạo của mình Có phước đức để mà thịnh vượng từng đời Thấy không Chứ giờ Mỗi ngày niệm Phật lễ Phật là gia đạo thịnh vượng chứ gì quý vị Đó Mà niệm Phật lễ Phật rồi con người nó cũng hiền nữa nên từ nơi đó mà cái đạo tràng này quá đặc biệt càng suy nghĩ ra thấy cái đạo tràng này đặc biệt mà cái đạo vàng này bị tu tập giết rồi Thật sự mà nói người ta cũng nói mình cái gì Tại vì sao tại nhà mình mình niệm Phật Mỗi ngày thì tại nhà mình niệm Phật Còn thứ bảy mà có thời gian Thì chị em gặp nhau lại bữa nay lại nhà này Mai lại nhà kia tập trung nhúm 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 như đó Tự nhiên cái nhà đó nó vui lên rõ ràng luôn quý vị ơi à. ví Thí dụ như cái nhà của cô Nguyễn Hằng vui vẻ đó đó Nguyễn Phương chứ quên Nguyễn Phương Nguyễn Phương <cười> <cười> nó lột nguyên vườn <laughs> thấy chưa bây giờ bữa nay mà nhà người ta đến người ta đến nhà và người ta tu vui cỡ nào chưa chút nấu ăn cái gì xịn xịn xò ngoài đó mà để chị anh chứ cho anh ta à. Nói dụ chị em mà cô diệu minh rồi chào chị em ruột mà giờ cùng tu gì nay đãi rồi bé nhỏ rồi ha bé này lớn ngoan lắm ta, ta lấy phật đàng hoàng đó không đó, đòn câu chuyện rồi giờ này ta cũng chuẩn bị đồ ăn đủ dữ lắm ở chuyện bị đá ra mất tiêu rồi à, nên từ nơi đó chạy mắt dép nên từ nơi đó nó nên là giống như là mày nhớ quảng tâm đồ bình bình đinh ấy bình định á thấy chưa nên từ nơi đó bởi vì biết rằng là tập trung tu tập vậy là quá đặc biệt luôn nó nên còn mấy cô thì mình, gia đình một mình rồi thì tu mình thật sự mà nói không vì thấy đạo tràng số 1 thật sự cái vị thấy đạo, chàng, đạo, tràng đạo tràng số 1 cứ như vậy rồi phát động ra rồi ai biết ai chỉ người ta vô cái room nên tu cứ là truyền bá tín độ như vậy đâu có mê tính gì đâu quý vị người ta niệm phật lấy phật mê tính gì vậy cái vị cũng đâu cũng dường như đến các bạn đâu đâu những đứa quý vị cũng giống hết à Những đứa cũng tu Quý vị cũng tu Thấy không nó Bây giờ những đức không còn dính cái chuyện đại chúng Nên quý vị không cần bận tâm tới chuyện Những đứa con mình như đứa ăn uống nhiều đâu nó chèn bây giờ mình trở thành bạn đồng tu quý vị ô à, cái này nó quá đặc biệt rồi nào bạn đồng tu nó quyết tâm về cực lạc thôi đời này phải về cực lạc nghe chưa quyết tâm phải mạnh mẽ vậy đó nó quý vị mà nghĩ tới Phật ai với đà nghĩ thế giới cực lạc cái là quý vị cái tâm quý vị nó nó, nó nó, nó, nhẹ nhàng lắm không có buồn giận hay để trong tâm chứ nghe hiểu không mà khi bị không buồn giận hay để trong tâm thì quý vị sẽ thấy nó nó an lạc bởi vì ai mà biết những đức đó nghe ai mà còn buồn cái người nào đó nghe buồn ra đừng buồn nữa buồn chi buồn chiếc già dạ chát buồn giết mặt tàn nhang không á cho mà biết á buồn á buồn với ấm nhớ ấm nhách mặt như khí khô luôn chứ nói chuyện dẫn chứ ừ buồn giết mặt ấm nhớ ấm nhách nhưng khí khô á vì thử đi một đêm mà bị ăn không ngon ngủ không yên đi phải sáng thức dậy nhìn cái mặt như con khí khô không còn bằng đêm người ta thức cả đêm người ta tu vậy mà sáng người ta tươi rối vì nhìn mặt như thế đi tươi rối luôn tối ngủ gì đâu ta tu chứ đâu phải buồn buồn tới coi nó hô luôn con hốc chứ con khí khô Nên từ nơi đó nhớ nghe Buồn giận là làm cho mau già Buồn giận tổn viên tổn phước Rồi tổn viên tổn phước xong là chết Bệnh đau Ung thư tai biến Giật môi, giật mỏ Giật chân, giật tay Buồn chứ là giật tùm lum tùm la Thế Recording gì? in progress Ừ Quý vị mà để ý, đi, quý vị buồn đi Thì quý vị sẽ thấy à nó buồn chứ nó giật tùm lum tùm la chứ nghe rồi buồn nè buồn nè lo nè tóc bạc nhiều nè không có chuyện diễn chơi đâu máu bị xấu đi nó da bị vàng nó mắt thì hoàng đen <laughs> thấy chưa thấy cái buồn thấy ghê chưa nó buồn làm ăn không lên nổi ngóc đầu không lên làm đâu thất bại đó đi đến nhà ai người ta cũng đuổi <laughs> tại vì buồn buồn đi đến nhà ai cũng đuổi vậy nó một trăm phần trăm luôn á quý vị mà buồn thức ơi vì mà đi đến nhà ai đi người ta không muốn cho bị vô nhà đó kiểu lợn nhà người ta mà mặc buồn hiu á người ta không có muốn mình lợn nhà người ta đâu nên mình xấu thì xấu miệng rộng cũng được miệng méo cũng được nhưng mà miệng cười là được ừ <laughs> chịu cười là được quý vị ơi ừ hay lắm nên bà cụ hơi chiếc qua sống thọ ta hỏi bà cách dưỡng sinh là cách nào bà nói chỉ có quan hỷ à người ta hỏi bà ủa bà không có buồn giận ai chứ bà nói đâu có đâu cái thiện cái ác giống như tôi đi ra ngoài đường tôi đứng xe chạy qua chạy lợi rất đông ngoài chợ người rất đông nhìn thấy người thấy xe nhưng không nhớ xe thấy không nhớ người gì hết đó thấy chưa ý bà nói là chuyện vui chuyện buồn trong cuộc đời rất nhiều nhưng xong rồi thôi không có nhớ nó nên mình cũng vậy nhớ ai với đạo phật buồn dặn cái gì lỡ buồn dặn chút xíu buông ra liền Hiểu không ví dụ như ông chồng đang thương mình bây giờ ông nghe nói ông có vợ nhỏ mình nói nè ông ơi thì con người nó có duyên có nợ nếu mà ông có vợ nhỏ gì để ông dẫn về cho tôi coi mặt mày thế coi làm sao nghe không mình nói câu đó nghe ớn lắm mới vậy vị ơi dẫn về đây kêu em về đây cho cho, 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 cho chị gặp gặp có mặt mày em sao hiểu không rồi ông coi cái nhà nào ngoài á ông thuê ông ở đi còn tôi là bà lớn thì tôi ở nhà chính còn nhỏ thì đi ra ngoài á ra ngoài ông ở chứ đừng có tức bỏ nhà nghe mình bỏ nhà mình mất tiêu cái nhà hiểu <laughs> chưa nó mình là phụ nữ mình khôn vậy đó là mình cũng có mất chồng hiểu chưa nó mình khôn mình không có chữ tầm bậy tầm bạ mình là người niệm phật mà lỡ chồng mình có vợ nhỏ mình không có chữ tầm bậy tầm bạ mình là người niệm phật nó khác cái người không niệm phật mình mà đi mình mà niệm phật cầu xanh cực lạc mà chồng có vợ nhỏ mà đi đánh ghen là thua hiểu không nên từ nơi đó mà cái điều rất là đơn giản này mà trong cuộc sống có khi chúng ta gặp phải có dễ đâu gặp phải á quý vị nhớ nghe mỗi ngày nghe nói giảng sanh giảng sanh làm ghê lắm mà thử mà tự nhiên nghe tin ông chồng có vợ nhỏ một cái <cười> <cười> mặc sự đơ cái này là tính nguyện dởm thật sự tính nguyện dởm quý vị ơi ừ nó tính nguyện mình dởm rồi nó nên mỗi ngày nhớ vọt nhớ Tây vương cực lạc đi nó gây dựng cái tâm này cho cực kỳ mạnh nghe không để mà vừa thế giới cực lạc cái quý vị quyết tâm về cực lạc nghe ừ. quyết tâm về cực lạc nhớ đó tối đêm nay nè lại quan âm bồ tát nè Thấy không tập trung nhóm 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 xong mình đưa, mấy cái nhóm đông lên nó thành kính cái màn hình Thấy không để sau này cái gia đình quý vị trở thành cái gia đình gọi là gia đình lịch sử Nếu không chứ chuyện chơi ba cái đậu tràng nghe những đức đưa lên hết cái lượng mà đông á đi lên đầu hết trơn những đức bấm cái chế độ mà gọi là nó chạy á là ai lễ như đức cũng thấy chạy 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 để ba cái tivi ba cái 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 rùm ba cái tivi nên ai lễ chạy 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 như đức thấy bà nào không lễ như đức biết hoặc là lễ giữa trời mà chạy cơ cơ như đức cũng biết luôn không <laughs> nó có cái chế độ lạ lắm nó nó ai mà lễ vô chồng mà đi cơ 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 là tự nhiên ha tự nhiên nó nó cài cái chế độ nó ghi cái chữ là đi nó là biết cái bà này mới đi rồi nè nó kỳ cục vậy đó Nên từ nó ra mà tối đêm nay mới tập trung với lễ quan âm nó rồi nhà đức hướng dẫn tối nay cái cách lễ quan âm nó nhẹ nhàng cho bị thấy khỏe nè đúng là mình dụng công mình tu quý vị là cái môn lễ vật này mình áp dụng rất khỏe lễ quan âm này cũng cực kỳ vẻ luôn lễ nghiêm túc lễ đàng hoàng lễ phải re yeah! lễ nhẹ nhàng lễ xong rồi chuẩn bị nồi cháo <laughs> ra ăn cháo luôn hiểu <laughs> không nó quý nó... vị ơi cái này là vui lắm quý vị ơi, đạo tràng này là đạo tràng số 1 rồi Nha, đạo tràng số 1 và thật sự trong nước ngoài nước đây là đạo tràng số 1 mà nghe nó vì nhớ nè đất nước Việt Nam chúng ta có phước đất nước Việt Nam chúng ta có phước nên mới có nhiều người tu gì, thấy không? nên chúng ta tu chúng ta cầu cho cái đất nước Việt Nam thân yêu chúng ta bình an, không có chiến tranh bình yên, con người sống như vậy mới hạnh phúc, thấy không? cầu nguyện mình tu mình cầu nguyện cho tất cả những người mắc cầu nguyện cho người ta siêu thoát, âm siêu thì dương lợi quý vị, nên nhà nhà phát tâm tu lên chân thật phát tâm tu phát tâm niệm phật nghe nó nắm chắc câu Phật hiệu này nghe quý vị đừng buồn giận hay để trong tâm nghe ô oh. chúng ta hẹn gặp ở cực lạc vị ô hẹn gặp ở cực lạc nghe quyết chí đời này về cực lạc vị ô ai gì đào phật quá nhiều đau chàng tu à. Rồi chúc vị an lạc nha A di đà phật, a di đà phật, chúc gan cơm ngon miệng ấy vị ơi. A di đào phật. <laughs> a di đà phật. 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 A di phật. A di phật. A di đà 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 phật. A di Đạo phật. A Di Đà Phật. A Phật.